Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Và mong rằng là các bác vẫn tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Có mấy bác thì có hỏi tôi rằng là Hoàng Dôn không sợ à? Bởi vì là vừa rồi thì mình có nói về chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng cũng như là trước đây thì có nói một số vụ việc và ngay cả trong ngành công an. Thế thì nhiều bác hỏi tôi như vậy là bởi vì các bác thấy ở trên kênh Trang Trang TV thì rất nhiều cái comment kiểu như rằng là rồi mày cũng sẽ bị như ông Nhưỡng thôi, sớm muộn gì thì Hoàng Dôn cũng sẽ bị nó bị kia vân vân. Thế thì bà có sợ không? Thì xin thưa các bác rằng là có sợ, nhưng mà thật lòng mình nói thế, sợ chứ. Mình còn vợ, còn con, còn bố, còn mẹ, còn bao nhiêu người phải chăm sóc thì mình sợ chứ. Thế nhưng mình sợ là một chuyện, nhưng mình thấy rằng là mình cần phải nói và cần phải chia sẻ thì cũng vẫn phải cần. Bởi vì xin thưa các bác thế này, cái câu mà bác Trọng nói phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế, thì cơ chế đó là cơ chế gì? Các quy định, các điều khoản vân vân, nhưng đặc biệt nó là cơ chế và kiểm tra giám sát. Trong bất cứ một ngành nào, kể cả các đại biểu quốc hội cho tới rằng là anh thanh tra rồi là ông lãnh đạo vân vân, tất cả đều phải bị kiểm tra và giám sát. Cơ quan chính ngạch thì có cơ quan ví dụ như là thanh tra kiểm tra, nhưng mà có cả nhân dân nữa. Một trong cái điểm rất mới thì đó chính là cái việc mà nhân dân giám sát. Thì ở đây á, tôi chỉ thực hiện đúng theo tôn chỉ của Đảng thôi và nhà nước thôi. Đặc biệt là vừa rồi liên quan tới hoạt động tố tụng của thi hành án, tức là bao gồm có điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bốn công đoạn đó. Thì cái quy định mới nhất là quy định 132 thì cũng đã đều nêu rất là rõ. Đặc biệt rằng là trong cái phần tổ chức thực hiện ấy, tổ chức thực hiện ấy, thì có bốn phần, thì trong đó có phần 3 là yêu cầu rằng là Đảng đoàn Quốc hội rồi vân vân các thứ nữa là phải đưa ra được các cơ chế để mà thanh tra kiểm tra giám sát cho nó hiệu quả. Và ở đây á, là để cơ quan nào giám sát thì bao gồm có thanh tra này, bao gồm có ủy ban kiểm tra này, các cơ quan này, mặt trận tổ quốc này, rồi là các mặt trận các tổ chức dân sự này, và đặc biệt thêm nữa là có từ nhân dân để nhân dân giám sát. Một trong những cái điều mà thấy rằng là tham nhũng tràn lan là bởi vì là không giám sát, hoặc là giám sát nó chưa đầy đủ, bị tê liệt ngay trong nội bộ thì người ta giám sát mãi hoài, mà cuối cùng là xin từ các bác rằng là nhiều khi là 10 năm các cơ quan nội bộ là không phát hiện ra tham nhũng. Và đa phần các vụ tham nhũng phát hiện ra được là nhờ các đơn tố cáo, một là từ trong nội bộ, hai là trong nội bộ, hai là từ phía của nhân dân thì chúng ta mới phát hiện ra những cái vụ án tham nhũng tiêu cực lớn. Thế cho nên ấy, bác Trọng đã nói rằng là phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế, thì đó là cách mà chúng ta cần thiết phải suy nghĩ rằng là cái cơ chế đó là cơ chế nào. Thì một trong những cái phần quan trọng nhất đó chính là việc mà phải cởi bỏ cái tâm lý áp lực cho những người mà người ta đặt ra những cái vấn đề liên quan tới những cái sự kiện nóng trên xã hội, mà có những cái dấu hiệu, tôi gọi là các dấu hiệu mà nó chưa được mạch lạc, nó chưa được bất minh. Thì ở đây bác Trọng đã mấy lần nói rằng là thứ nhất là tôi cứ thấy dấu hiệu là tôi đi kiểm tra, là không có gì thì tốt rồi, còn đương nhiên nếu mà có phát hiện ra thì phải xử lý. Thì cứ thấy dấu hiệu thì người dân có quyền nói, và các cơ quan kiểm tra là cứ đi kiểm tra cái dấu hiệu đó. Và đặc biệt rằng là nó đi gắn với cái trách, nó đi gắn với cả cái gọi là trách nhiệm giải trình, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tức là khi người dân thấy rằng là có cái hoài nghi và các cơ quan hoàn thành kiểm tra và cuối cùng là người ta giải trình đó, trách nhiệm giải trình. Thì đó là một trong cái thì mà chúng ta thấy rằng là để làm thế nào được quyền lực nó được nhốt vào trong một cái lồng cơ chế nó rất mạch lạc, rất rõ ràng. Thế nhưng mà nhiều người không muốn như vậy, nhiều người không muốn như vậy, và đó là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là tạo ra các vụ đại án. Nếu chúng ta còn ngần ngại trong cái việc mà lắng nghe tiếng nói của người dân, giải quyết những cái thắc mắc của người dân, rồi rằng là không đi sâu đi sát và toàn vẹn những câu trả lời cho người dân, gọi là câu trả lời thuyết phục cho người dân,
thì rõ ràng là chúng ta còn rất nhiều vụ đại án. Trong tất cả các vụ đại án, hầu hết các vụ đại án thì một trong những cái dấu hiệu lớn nhất đó là vấn đề liên quan tới tuyên truyền và truyền thông. Truyền thông sai sự thật, truyền thông dối trá, và đi kèm với nó là cái việc mà chúng ta gọi là làm câm lặng hay là bịt miệng những cái tiếng nói hoài nghi, phản biện. Tôi lấy đơn cử như vụ việc Việt Á chẳng hạn. Với kit test Việt Á thì rất nhiều người đã hoài nghi cái việc mà quảng cáo quá lỗ. Và người ta thấy rằng là WHO đã ấy chưa? Đã cấp phép chưa? Thế rồi cuối cùng rằng là không ai trả lời câu hỏi này. Và thậm chí rằng là khi người ta đặt câu hỏi thế thì lập tức rằng là bị một số người chụp cho cái mũ là chống phá công cuộc chống dịch, là thế lực thù địch, là tự nhục, là bởi vì rằng là không nghĩ rằng là Việt Nam không làm được cái gì. Thế thì những cái tiếng nói đó bị câm lặng. Và cuối cùng là chúng ta thấy rằng là hóa ra cái vụ án Việt Á là một cái sự dối trá. Bản thân tôi là nửa đêm tôi đã phải gửi cái gọi rằng là thông báo của WHO bằng văn bản đó, cho một số anh em báo chí để họ thấy rằng là cái việc mà tôi chia sẻ là cái trách Việt Á không được chấp thuận là đúng đắn. Hẳn một cái đường link tôi phải gửi mail luôn. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà lúc đó chúng ta chỉ đặt cái dấu hỏi thôi, một người nào đó ấy, hoặc là một đại biểu quốc hội hỏi Phan Quốc Việt rằng là người dân đang nghi ngờ ông đang gọi rằng là dối trá cái chỗ này, cái tên Việt Á đã được chứng nhận chưa, thì rõ ràng là Phan Quốc Việt liệu có dám trả lời không. Như vậy thì chúng ta làm sao mà có cái vụ án Việt Á được. Phan Quốc Việt mà bị như thế thì sẵn sàng là chạy bỏ của chạy lấy người luôn. Và như vậy thì làm sao mà chúng ta mất cán bộ được. Chúng ta mất đi cả hai bộ trưởng đúng không? Đó. Bởi vì lúc đó là ông Chu Ngọc Anh thì ông là bộ trưởng bộ công nghệ. Thế chúng ta đâu có mất đi hai bộ trưởng với một bí thư đâu. Tức là cái chỗ này phải để cho người dân nói. Ta phải giải đáp những cái thắc mắc của người dân. Đó. Người dân nghi ngờ rằng là cái chỗ này nó chưa được khách quan, chưa được minh bạch, thì người dân có quyền lên tiếng. Thì những cái vấn đề mà người dân quan tâm như vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng hay là một số vụ án khác thì chúng ta trả lời được phần nào thì chúng ta trả lời. Cứ hàng tuần hàng tháng là đưa cái tiến độ điều tra ra cho mọi người biết. Rồi phần nào trả lời được thì trả lời ngay. Còn phần nào không trả lời được thì bảo chúng tôi đang điều tra. Thực ra đó là cái vấn đề là cái câu trả lời nhiều khi nó không quan trọng bằng cái thái độ thân thiện đối với người dân, để cho người dân hiểu rằng là chúng tôi vẫn lắng nghe các bạn, chúng tôi vẫn tôn trọng các bạn và chúng tôi vẫn đang hết sức mình để cho công cuộc phá án này. Để mà từ đó là đập tan được các luận điệu xuyên tạc, thù địch, quy chụp, đúng không? Và nó cũng để chứng minh rằng là mình làm công an làm việc rất là khách quan, minh bạch. Chúng ta không thể bắt người ta tin một chiều được, mà chúng ta phải thể hiện bằng những cái thái độ gần gũi, thân thiện, giải trình với người dân. Và đó là cái chúng ta cần. Một trong những ngành mà tôi thích nhất, ngày xưa các bác biết tôi thích vào ngành nào nhất không? Tôi thích vào ngành công an nhất. Đó là niềm mơ ước của tôi luôn. Mơ ước của tôi luôn. Năm lớp 6, lớp 7 tôi đã đọc trọn bộ bộ Sherlock Holmes. Và sau đó thì đến thời cấp 3 là tôi bắt đầu đọc bộ Conan và rất nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám khác, bởi vì mình rất muốn phá án để mình giữ lại cái sự bình yên, bình an cho mọi người. Và cho nên là cái lời phát biểu của anh Đinh Văn Nơi ấy, là để cho xã hội này nó bình an, nó được công bằng. Cho nên nó chạm vào tay, vào trái tim của tôi, tôi thích ạ. Thế nhưng mà đợt đó thì sau đấy thì tôi bị cận nặng, cho nên là không đủ điều kiện để thi vào trong ngành công an. Sau này mặc dù tốt nghiệp được kinh tế ra rồi thì vẫn có cái cửa, tôi gọi là cái cửa để vào trong ngành được. Thế tuy nhiên lúc đó thì mình thấy rằng là nhiều anh công an, nhiều chiến sĩ như vậy thì không ổn. Cho nên là mình lúc đấy mình không muốn vào nữa, bởi vì là tính của mình là không nhận được phong bì, khổ thế. Cho nên là cố gắng kiếm tiền bằng mồ hôi, đổ mồ hôi xuống nước mắt vậy, chứ không nhận được phong bì. Thế cho nên là cái câu chuyện về cái việc mà đưa cái việc giám sát này ra thì trong mọi ngày chúng ta gọi là kiểm soát quyền lực, thì ở đây là cái quy định rất rõ. Và quy định này nếu mà được đưa ra lúc sớm lúc nào á, đây là quy định 132, thì ở phần 3 này các bác có thể thấy rằng là
Ủy ban Kiểm tra Trung ương này, rồi Đảng đoàn Quốc hội này, rồi là Ban cán sự Đảng Chính phủ này, rồi Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ này, Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước này, rồi Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam này, làm gì ạ? Đó là lãnh đạo, chỉ đạo để mà rà soát, sửa đổi, tham mưu, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. Thế nâng cao hiệu quả cái gì? Thì xin thưa là nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát của ai? Đó, của Đảng, đó. Thanh tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan đại biểu, giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Và các bác nhìn thấy chữ này, phẩy, nhân dân, chữ nhân dân là chữ nhân dân viết hoa đây. Đó. Và các cơ quan hành pháp đối với cái gì ạ? Đối với hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Tức là nhân dân được giám sát cũng đứng cùng với cả là các cơ quan thanh tra kiểm tra bên Đảng để mà giám sát cái việc này. Và giám sát cái gì? Ở đây ghi là 28 cái hành vi được coi rằng là tham nhũng tiêu cực. Đó. Thế thì rõ ràng chúng ta cần cái cơ chế để nâng cao hiệu quả cơ chế này. Và một trong những cái để mà hiến kế đối với Đảng và Nhà nước thì đó chính là cái việc mà cơ chế giải trình. Đó. Giải trình. Và thực tế là tôi nghĩ rằng là bác Trọng cũng đã làm cái này thì rất lâu. Và cô Mai cũng đã cũng đã chỉ đạo để mà làm cái việc này. Thì nó lẻ tẻ ở trong một số các văn bản. Ví dụ như là chúng ta thấy cái kết luận 57 của Bộ Chính trị là kịp thời cung cấp những cái thông tin đó, kịp thời cung cấp những cái thông tin chính xác đối với những sự việc mang tính chất phức tạp nhạy cảm. Trước đây chúng ta thấy rằng là những sự việc mang tính phức tạp nhạy cảm thì chúng ta ít khi chúng ta thông tin, thậm chí im im đi. Thế rồi đó chính là cái cơ hội để mà đẻ ra rất nhiều thuyết âm mưu của thế lực thù địch. Đây chúng ta lại bắt đầu lại lên tiếng, lại phản bác lại cái các thế lực thù địch. Thế nhưng cái cần làm nhất là chúng ta phải kịp thời cung cấp thông tin. Thì chỗ này là chúng ta lại chưa kịp thời. Chính vì chưa kịp thời nó mới là cái nguồn gốc để đẻ ra những cái thứ như thế. Cho nên mà cái kết luận 57 á, là cái kết luận mà tôi nghĩ rằng là một trong cái hiệu quả nhất là cung cấp thông tin. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều vụ án từ vụ Lưu Bình Nhưỡng, từ vụ Trần Hùng vân vân, chúng ta thấy rằng là các cơ quan điều tra chưa cung cấp thông tin kịp thời. Đó. Mặc dù là chúng ta đã thấy hiệu quả của nó rất rõ, đặc biệt đối với vụ án Kukuin ấy, thì có thấy rằng là hiệu quả rất rõ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa tiếp cận thân thiện đối với người dân, đặc biệt rằng là cái thái độ thân thiện, bởi vì là đừng để cho nhiều người người ta lo cho tôi. Đã nhất người ta phải gì đó động viên thì bây giờ người ta lại cứ lo cho mình rằng là mình cũng sẽ bị bắt nhông nhượng đấy, rồi mình sẽ bị như người nọ người kia đấy. Thì thực tế người ta lo cho như vậy thì chúng ta cũng phải tự hỏi rằng là tại sao người ta lại có cái ý tưởng ý nghĩ đó trong đầu, cái ý nghĩ đó trong đầu là bởi vì họ đã nhìn thấy nhiều sự vụ trước chăng, nó giống như bác Vũ Khoan nói nhìn cái hiện tượng đó chăng, thì họ đã in trong đầu rằng là cứ nói nhiều vân vân là rất dễ bị dính. Thì tôi cũng chỉ mong rằng là các cơ quan điều tra phải hiểu cái điều đó. Khi chúng ta có quyền lực thì chúng ta phải chịu cái sự giám sát, tức là phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế. Và cái việc giám sát đó là tốt cho chúng ta, cũng giống như trước đây ấy, là bố mẹ chúng ta là giám sát chúng ta thì chúng ta mới nên người được. Thì nếu không không ai giám sát thì chúng ta sẽ là đi theo bạn bè xấu, sẽ bị nào bị kia, đúng. Cho nên sự giám sát là tốt chứ không phải là xấu đâu. Thì tôi cũng hy vọng rằng như thế. Và đợt tới sẽ cởi mở thông qua cái việc quy định được ban hành là quy định 132. Và ghi rất rõ là nhân dân được giám sát nha. Đó. Còn bây giờ làm thế nào để mà nâng cao cái hiệu quả đó lên thôi. Thì tôi cũng chỉ hiến kế rằng là chúng ta nên trân trọng những ý kiến phản biện tích cực và yêu cầu rằng là các bên là phải giải trình và có một cái thái độ thân thiện đối với những ý kiến đó, chứ không phải rằng là đi chụp cho họ một cái mũ nọ mũ kia là phản động, là chống phá, là nọ là kia. Và cũng ta cũng không thể là yêu cầu được tôn trọng nhân dân một cách rằng là yêu cầu rằng là phải tin một cách một chiều và chúng ta phải biết động viên rồi là nọ thì vân vân. Thì lúc đó người dân sẽ tự khắc có cái niềm tin. Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.